Hội nghị cấp cao trực tuyến ASEAN Mỹ lần thứ 9 diễn ra hôm qua, hai bên đã ra tuyên bố chủ tịch, trong đó tái khẳng định cam kết tiếp tục củng cố quan hệ đối tác chiến lược, góp phần quan trọng vào việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Hai bên mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương, thúc đẩy quan hệ đối tác với các hoạt động hợp tác cụ thể vì lợi ích chung. ASEAN cũng hoan nghênh Mỹ ủng hộ các nỗ lực phục hồi trong khu vực, nhấn mạnh vai trò của Mỹ giải quyết các lỗ hổng trong phân phối vaccine hai bên cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại biển Đông và việc theo đuổi giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm 1982. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên tại biển Đông ghi nhận những tiến triển tích cực trong các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử tại biển đông